Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một dòng xe lướt, một phiên bản mà đối với chia sẻ với anh chị rằng rất nhiều những bác thích về những cái điều này. Đối với cái dòng xe này thì anh chị thừa biết rằng là nó là một phiên bản mà khá thể thao, form dáng cực kỳ đẹp anh chị nhé. Và một trong những cái đấy đó là dòng Kia Sorento. Con này thì nó chạy được, chính thức là chạy được 6 vạn mấy. Và anh chị có thể nhìn thấy là toàn bộ lốp của nó vẫn còn nguyên theo xe. Tức là toàn bộ là 2018 cả 4 quả. Và đây là một chiếc xe vạn thật, không có tua gì cả nha anh chị nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là toàn bộ hệ thống ốp và xe, nội dung là nhìn nó về xe nó rất là mới. Chúng ta có thể xem qua thêm cái phần cốp của nó. Đương nhiên là máy loại này thì chắc là cũng chẳng phải bàn nữa rồi. Xe zin 100% và không có bất kỳ một lỗi nhỏ ngoài một hai cái việc là cái chắn bùn nó bị chắn bùn nó bị rách, tức là cái lòng rè thôi chứ không phải là cái chắn bùn, cái lòng rè. Bao con này bao test anh chị cả hãng luôn này. Thế thì cái dòng Sorento này thì em cũng mua một vài xe rồi và nó chạy cũng khá tốt anh chị nhá. Một phiên bản là 1.6 và đặc biệt của em này nó là hệ thống số 6 số, số tay 6 số luôn. Form dáng của em này thì dành khá thể thao. Chiếc xe này thì nó khá đẹp rồi. Duy nhất có một cái điều mà em cần phải chê của con xe này đó là cái lòng rè này này. Cái này thì thay mất khoảng mấy trăm nghìn anh chị ạ. 400-500 nghìn gì đó. Thì chắc là bác chủ trước bác cái đi nó bị bắn cái gì đó đá cho nên là nó rách mất cái lòng rè thôi. Còn xe thì đảm bảo anh chị là zin 100% rồi. Con này thì cũng chẳng phải nói bàn về xe làm gì, về chất lượng xe làm gì, hoàn toàn có thể yên tâm. Và chiếc xe này thì giá tiền thời điểm bây giờ thì nó là 460 triệu bao rút hồ sơ anh chị ạ. Cũng sẽ có nhiều bác nói rằng là nó sẽ thế nọ thế kia, nhưng mà trên thực tiễn ra là cả thuế thì chiếc xe này nó đang giảm so với bây giờ thì nó chỉ được có 100, tính vào 140 triệu thôi. Tổng thành con này thì nó phải xem nó loanh quanh, tức là em không nhớ chính xác đâu, nhưng mà nó khoảng loanh quanh khoảng 600 cả tổng thành đồ chơi. 600 hoặc là 601 gì đó. Thì bây giờ mình cứ cho là tính nó chỉ khấu hao khoảng 140 thôi. Thì nó cũng là một cái điều mà được hơn 3 năm chạy được hơn 6 vạn. Vậy thì nếu chúng ta tính là hơn 6 vạn mà nó tốn đi mất 140 là cũng khá mắc đấy. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, những người mua xe đầu tiên, đầu tay, con này là vẫn là xe một chủ nhá. Những con xe mua xe đầu tay thì đương nhiên phải khấu hao lớn hơn những người sau rồi. Còn những người sau như bây giờ chúng ta đi thì là chúng ta sẽ là người có lợi thế. Và chiếc xe này thì nó là chiếc xe đời 2018 anh chị ạ. Nó mới rồi cho nên là cũng chẳng có gì để có thể review nó cả, ngoài là hệ thống đèn. Anh chị có thể thấy rằng nó là hệ thống đèn đen, đèn bi rất sáng. Và hệ thống mặt tản nhiệt anh chị có thể nhìn thấy rằng là nó thiết kế màu đen, nhưng mà đây nó không phải là màu đen nhám và nó là một màu đen bóng khá đẹp. Bên dưới là hệ thống đèn sương mù, nhưng mà lại có thêm cả hai hệ thống hốc gió phía sau, nhìn khá là đẹp mắt. Thế thì con này thì nó đang, nếu như cùng là so với cùng những cái phân khúc, chúng ta cũng không thể so với phân khúc của dòng xe của ASEAN các thứ được, vì nó là phân khúc cao hơn. Bởi vậy cho nên là nó được nhiều người lựa chọn hơn là đúng thôi. Thế thì cái dáng con này nó đẹp hơn dáng của dòng ASEAN và dòng xe kia rất là nhiều. Và đặc biệt anh chị có thể nhìn thấy hệ thống la răng của nó là một vành. Bộ vành của con xe này là, xem nó là bao nhiêu inch đây. Ồ, có lốp đâu. Này, con này hạng C thì phải. Con này hạng C. Con này hạng C mà. Bộ vành của nó là 215-45R17, vành 17 inch và một hệ thống la răng phay cũng khá là tuyệt vời. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy rằng là form dáng của nó phía sau thì nó thể thao và nó đẹp hơn
những cái dòng ví dụ như Vios và Accent rất nhiều, vì nó là phân khúc cao hơn nên chúng ta không thể so sánh được. Nhưng mà nó là một trong cái dòng xe mà. Rồi, em giật cốp. Cốp nó khá rộng và nội thất con này thì nó cũng khá đẹp anh chị. Đi con này thì cái trải nghiệm đi con này nó khá là tuyệt vời, là đi nó cái độ ồn của nó cũng giảm đi khá nhiều. Rồi, anh chị, này cốp con này thì cực rộng luôn. Cốp này rất rộng. Em đã có dịp chạy thử rất nhiều những dòng xe này rồi thì hôm nay thì nó có mỗi hai anh em cho nên là nó không có chạy thử nữa, chỉ có review quý vị qua về cái phần vỏ. Thì chiếc xe này đã được dán thêm là hệ thống đồ chơi, đó là toàn bộ hệ thống 3M, còn đài thì không có điều gì, đài vẫn nguyên bản anh chị nhé. Nhưng mà chiếc xe này thì cũng cảm biến rất nhiều rồi. Khi chúng ta mở xe ra thì nó sẽ quét toàn bộ vòng quanh xe. Con này thì thêm nó là hệ thống là điều hòa, tức là nó hai vùng tách biệt, nó mạnh hơn những dòng xe Accent và dòng xe Vios kia và những dòng xe phân khúc. Vì nó phân khúc hạng C, bởi vậy cho nên là nó có nhiều tính năng tuyệt vời hơn, ưu việt hơn rất là nhiều. Hệ thống cốp anh chị có thể nhìn thấy là hệ thống táp lô rất là thể thao, khoang cốp thì rất là rộng, tích hợp bô lăng thì trên xe cũng rất là nhiều rồi. Hệ thống chúng ta có thể nhìn thấy là hệ thống gập gương cũng khá là tuyệt vời. Toàn bộ cái chiếc dòng xe này thì anh chị thể thấy rằng là cái hệ thống cốp để đồ đời mới này bây giờ thiết kế là nó đậy được. Khi chúng ta chúng ta thích thì chúng ta có thể nhả ra, chúng ta để điện thoại và chúng ta có thể kéo vào. Hai chân cổng sạc khá là tuyệt vời luôn. Hệ thống tay nước cũng rất là tiện nghi. Và bên ngoài nữa thì hốc đây chúng ta có thể để điện thoại hoặc để chai nước. Bơm ghế này. Dòng xe này ngồi thì nó rất là thoáng, thiết kế ghế rất là cao và thoáng. Đèn trần và chúng ta có thể thấy rằng là đối với dòng xe này thì hệ thống gió điều hòa mát rất là nhanh. Và điều đặc biệt nữa của chiếc xe này đó là toàn bộ hệ thống cảm biến của vòng quanh xe, cho nên bất kỳ một chi tiết nào mà khi chúng ta mà chúng ta nhấc lên hoặc chúng ta mở ra thì nó đều báo ngay. Thì đấy là điều rất là tuyệt vời. Hệ thống mặt đồng hồ táp lô dễ nhìn, đi buổi tối thì tất cả những cái phím này anh chị có thể nhìn thấy rằng là nó sáng và nhìn không gian trong xe nó rất là đẹp. Cái dòng xe Kia mà Sedento và Kia K3 thì nó đều có một cái đặc điểm chung, đó là cái nội thất phía bên buổi trời tối anh chị nhìn nó rất là rõ và nó ánh đỏ ra bên ngoài rất là đẹp. Nhưng mà có điều thú vị nữa của chiếc xe này đó là nó có 3 hệ thống cửa gió cả phía sau và lại là điều hòa hai vùng tách biệt, cho nên nó cũng rất là nhiều tiện ích anh chị ạ. Và chiếc xe này thì nó chỉ còn mỗi một cái tiện ích, đó là không ghế điện và không có cửa nóc thôi, chứ còn về cơ bản thì nó đạt được những yếu tố đối với những người thích dáng thể thao, thích độ đẹp, thích tiện ích và thêm đó là cái độ mạnh của xe nó cũng có đạt được những yếu tố đó cho anh chị. Xăng dầu thì nó ăn khoảng 8 lít gì đó, hơn 8 lít hoặc hơn 8 lít gì đó anh chị nhé. Và đó là cái video chia sẻ anh chị với cái dòng xe Kia Sedento đời 2018. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video và nếu anh chị thấy nó có ích thì đừng quên đăng ký vào kênh và subscribe vào kênh để khi em phát video thì anh chị là người nhận video sớm nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo.